quyển sách Hiểu về trái tim. Chúng ta sẽ góp tiền giúp trẻ em nghèo chữa bệnh tim. Ta không thể cưỡng ép nó đến với ta khi ta chưa tìm ra sự liên kết đúng đắn. Nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm ấy như lửa rơm bạo phát bạo tàn. Qua chương trình Hiểu về trái tim. 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 Thành nỗi khổ như tình yêu thì không thể nào không có được trong cuộc sống của mình. Hay vẫn còn nhiều điều ý nghĩa để sống. Có thể nhận biết rất rõ những gì đang xảy ra. Làm hành trang để yêu với mục đích khác sâu sắc hơn. Tâm ý cộng với trị giá món quà sẽ kết nối những nguồn